Xin chào mừng quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh ô tô cũ Mê Linh. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn một mẫu xe, đó là chiếc Matiz SE. Với số tiền rất là vừa phải để cho quý vị và các bạn đi trong những ngày mưa gió như thế này. Và kính thưa quý vị và các bạn, đây là thời tiết rất mưa, Hà Nội đang mưa các bạn nhé. Mưa 2 ngày nay rồi. Và địa chỉ xem xe thì các bạn được tới khu công nghiệp Bắc Thăng Long, tại đèn xanh đèn đỏ nhà máy nước khu công nghiệp Bắc Thăng Long các bạn nhé, để xem những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Mê Linh. Có những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Mê Linh rất là đẹp và chất các bạn nhé. Và hôm nay xin trân trọng giới thiệu cho quý vị và các bạn cụ thể, đó là con Matiz SE, sản xuất năm 2005, tư nhân, chính chủ, biển thành phố Hà Nội. Con này máy gầm thì đại chất, và xe được trang bị rất là nhiều đồ. Thứ nhất là đầu màn cam lồi và đèn bi xe lông. Đầu thì đầu Android các bạn nhé. Cam hành trình, cam lồi đầy đủ, không thiếu thứ gì cả. Và các bạn quan sát hình hài của xe rất là đẹp. Từ đèn, hậu đèn pha, một chiếc xe rất là vuông vắn và đẹp đẽ. Với số tiền rất vừa phải, xe được trang bị cả 4 quả la răng lúc cộng với lẹp chân kính. Và nhìn chiếc xe hình hài rất vuông vắn và đẹp đẽ. Và số tiền vừa phải để cho chào bán cho quý vị và các bạn 59 triệu các bạn nhé. 59 triệu một chiếc xe, để cho chúng ta với cái giá thực, đó là tránh mưa, tránh nắng các bạn nhé. Và đây là một chiếc xe máy, gọi là một chiếc xe máy, và giá tiền nó chỉ như một chiếc xe máy các bạn nhé. Và xe máy thì nó chỉ là A-Blade chứ không được SH các bạn nhé. Đấy là một phân khúc. Và đặc biệt thì nó lại hiệu quả vô cùng cho các bạn trong những thời tiết mưa gió như hiện nay. Như này, các bạn quan sát những bạn đi xe máy đấy, đùm rúm như thế này. Và chúng ta nếu mà chúng ta mua được chiếc ô tô này, nó che mưa che nắng thì có hiệu quả không các bạn? Chỉ có hơn 50 triệu chúng ta sở hữu ngay một chiếc ô tô các bạn nhé. Và đây cửa hàng ô tô cũ Mê Linh, đó là mình là Dũng, Xuân Dũng Ô Tô. Các bạn đã số hotline 0985723326. Và đây là cái biển này, biển của mình là mình đã có cái biển vàng rất là đẹp các bạn nhé, nhưng nó đang do trục trặc về vấn đề về an ninh, cho nên là mình chưa dỡ ra được, mình chỉ bọc cái ly lông bên ngoài. Các bạn tới xem xe các bạn nhé. Và các bạn quan sát là xe hình thức bên ngoài thì cực kỳ đẹp. Đây thì các bạn quan sát xe được trang bị đèn bi sáng lắm các bạn ạ. Và đèn gầm led các bạn nhé, đèn bi cộng đèn gầm led. Đấy, đây đèn bi các bạn này, tuyệt vời luôn. Một chiếc xe rất vừa phải để cho quý vị và sở hữu, và tiền thì rất là ít thôi nhưng hiệu quả. Đây các bạn quan sát. Và hôm nay trời nó rất mưa các bạn nhé, và mình làm video này nó nhanh một chút để cho quý vị và các bạn thưởng ngoạn này. Đấy, la răng thì các bạn quan sát này, 5 quả la răng đúc rất là đẹp này. Máy lổ đang lổ thì thầm các bạn nhé, máy lổ thì thầm. Đấy, và xin giới thiệu sơ lược cho quý vị và các bạn đằng sau xe. Biểu tượng Matiz DU còn nguyên, đèn của nó đèn zin các bạn quan sát này, hai đèn biển số còn nguyên. Đấy, biểu tượng Matiz này. Xe nhiều đồ các bạn nhé, la răng đúc, la răng đúc này. Và xin giới thiệu các bạn Matiz thì mình còn 3 con. Một con đời 99 như hàng thuốc chuột của mình, màu đỏ, là con đó bằng giá tiền con này. Và một con nữa đó là đời 2008, cực kỳ đẹp, không taxi, dịch vụ một ngày, biển tư nhân chính chủ, biển 4 số từ đầu. Con đấy mình bán 75 triệu cho bạn nào thực sự thích xe đẹp các bạn nhé. Và hai con đấy của mình đang hiện bây giờ mình đang bận là đang dọn lại một tí cho nó led căng các bạn nhé. Đấy. Và những chiếc Matiz như này thì các bạn quan sát này, nó hơi thở này, đó là hơi thở ra, có khói luôn, là hơi nước các bạn nhé. Thì xe ăn rất ít xăng, thì ăn ít xăng cực kỳ luôn. Và mình thì có nhiều mẫu xe để cho các bạn lựa chọn lắm này các bạn này, từ sedan này, từ sedan này, Kia Morning bản Sport nhập khẩu này các bạn này. Đấy các bạn nhé. Và đây, và đặc biệt mình có thuốc chuột tầm cũng 120 trở lại này, Kia Spectra không taxi dịch vụ các bạn nhé, không taxi, nói không có taxi dịch vụ, cực kỳ chuẩn, chạy cực sướng luôn, máy nguyên, số nguyên. Đấy, bạn nào thích những con xe đẹp như này, các bạn quan sát từ cái đèn nó còn zin này, từ đèn gầm, đèn pha của nó để zin hết các bạn nhé. Đó là con Kia Spectra. Và con này là sedan, đó là Grand i10 sedan. Và con kia là một đầu hatchback các bạn nhé. Và con này mình đã đặt cọc rồi, đặt cọc cho bạn ở Thái Bình, Văn Dũng Thái Bình các bạn nhé. Và mình còn có Forlander, Forlander các bạn nhé. Và đây
van bán tải 21. Con này mình bán 95 triệu này. Đấy, 95 triệu này. Và đây con này hatchback, đó là bản một đầu, con này mình bán 205 triệu. Và kính thưa quý vị và các bạn, xin mời các bạn chúng ta trở lại video để chúng ta theo dõi video về con Matiz SE. Và thì con này các bạn quan sát này, không mục mọt các bạn nhé. Từ thân vỏ keo chỉ các thứ của nó là còn cứng cáp này. Đây các bạn quan sát này. Rất cứng cáp các bạn nhé. Lốp đẹp. 4 quả la răng đúc, lốp đẹp. Gầm bệ không mục mọt chút nào cả. Máy lổ thì thầm. Máy lổ thì thầm. Đấy các bạn quan sát. Ba bô lê của nó em nó hai bên cực kỳ đẹp đấy các bạn đấy. Và xin mời các bạn chúng ta quan sát keo chỉ của xe. Đấy, một chiếc xe rất vừa tiền thì các bạn quan sát này. Và mình quay nhanh một chút bởi vì nó mưa các bạn nhé. Và keo chỉ thì các bạn yên tâm là keo chỉ zin rồi các bạn nhé. Vào đây. Nội thất này. Đây là các bạn này. Con này đầu ăn roi các bạn nhé. Nội thất thì mình quay cho các bạn này. Nội thất đầu ăn roi. Đấy. Ghế đỏ đen. Và trần của nó lên trần 5D các bạn nhé. Trần 5D. Đấy, mình quay nhanh cho các bạn không nó mưa. Rồi, xin giới thiệu cho các bạn luôn. Đèn phụ này. Đây là mưa các bạn nhé. Đây là mưa nó rột nó chảy tông tóng này. Thôi mình quay nhanh một chút này. Đấy các bạn quan sát này. Và con này thì người ta chế là kính điện các bạn nhé. Đấy, người ta chế là cả hai kính điện sau này. Đấy. Và đây các bạn quan sát keo chỉ nó xin hết này. Đây các bạn quan sát phần nội thất. Cái này thì cốp thì chủ nhân người ta chế thêm cái khóa cốp các bạn nhé. Nó chế khóa cốp này. Và đây nó được trang bị cam hành trình nữa các bạn nhé. Cam hành trình. Và đầu ăn roi này. Đèn bi các bạn nhé. Khóa khiển. Đây các bạn quan sát này. Xe nó có khóa khiển này. Đầy đủ này. Đây nếu chúng ta vào đây. Chúng ta có cái đầu ăn bi roi này. Thì chúng ta vào đây. Trở lại đây. Chúng ta vào YouTube chẳng hạn các bạn nhé. Đấy. Chúng ta thích nhạc gì cũng có này. Đấy YouTube các bạn nhé. Đây. Và con này thì nếu con đầu Android này nó có cả chế độ là hướng dẫn chúng ta đi các bạn nhé. Km nó hiện ở km tốc độ chúng ta đi này. Đấy các bạn nhìn này. Đấy nó hiện cả tốc độ chúng ta chạy trên đường này. Cái đầu Android này này, khi chúng ta đi chạy bao tốc độ bao nhiêu nó báo này các bạn nhé. Nó đều báo và chúng ta đi đúng làn đường và sai làn đường hay sai vạch đường này đều có kẻ đây các bạn nhé. Cho nên nó rất là tốt để chúng ta nếu vào đây chúng ta vào dẫn đường đây, vào chế độ dẫn đường này. Đấy đấy các bạn nhé. Đấy nó đang ra bản đồ này. Đấy ý chúng ta tìm vào đâu chúng ta gõ vào các bạn nhé. Chúng ta gõ vào hướng chúng ta đi. Đấy là hướng dẫn sơ lược cho các bạn này. Và đây giới thiệu sơ lược cho các bạn đằng trước. Xe thì biển đẹp rồi các bạn nhé. Đó biển 30A. Đó bảo là nhất không là tiền và lộc vĩnh cửu. Cửu lộc các bạn nhé. Đó con này thì tuyệt vời biển đẹp này. Và đèn xe lông ba lát này các bạn. Đèn bi xe lông này. Con này đèn này ngang với đèn xe sang các bạn nhé. Đấy. Các bạn tưởng tưởng lắp cái đôi đèn nếu đèn xe lông này các bạn không phải ít tiền đâu. Chúng ta lắp thì chúng ta lắp cái đèn xe lông này cũng phải đôi triệu các bạn ạ. Đôi đèn bi xe lông này. Ít cũng phải là đôi triệu hơn 2 triệu đôi bộ đèn này đấy các bạn. Không rẻ tiền. Và xin giới thiệu các bạn phần máy của xe. Máy thì thì thầm. Máy này. Ở đây giới thiệu các bạn vào phần lùi đã. Cho các bạn qua xem phần lùi. Đấy, phần cam lùi các bạn nhé. Cam lùi này. Đấy, ok. Và mình giới thiệu phần máy cho các bạn này. Đây, phần máy thì xin giới thiệu các bạn đây. Phần cabo này. Trước tiên chúng ta quan sát phần cabo.
cabo xe. Đây thì các bạn xin quan sát là răng đầu máng nước đều ngon hết. Đây, từ đèn pin xenon ballast này. Đây, máy con này thì các bạn quan sát là mốc xì các bạn nhé. Máy rất ít đi cho đến mốc xì này. Máy chủ nhân ít đi rất mốc xì luôn. Đây, các bạn quan sát là nó còn nguyên này, từ tai đèn này. Đèn bi xe lồng này. Máy thì thầm luôn. Máy không đổ hơi không ăn nhớt các bạn nhé. Máy không đổ hơi không ăn nhớt luôn. Máy con này êm lắm các bạn này. Máy êm tét luôn. Đấy, đổ ơi. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, đó là video cụ thể về con Matiz SE. Nếu các bạn có nhu cầu mua con xe nào của mình, xin hãy đến cơ sở của mình, đó là ngã tư đèn xanh đèn đỏ, đó là khu công nghiệp Bắc Thăng Long, thành phố Hà Nội các bạn nhé. Đấy, hướng đi giáp cầu Thăng Long luôn. Mình ở giáp cầu Thăng Long các bạn nhé. Hướng khu công nghiệp Can Long, là khu công nghiệp của Nhật các bạn ạ. Và mình còn một số mẫu xe nhiều lắm các bạn ạ. Ghét thì có 2 con, hiện bây giờ đang vắng mặt các bạn nhé. Được hết, đang có 2 con thì khoảng độ một con 2100, một con 209 bản đủ, xe đẹp 106 và một con 205 triệu đã có video. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, một lần nữa kênh ô tô cũ Mê Linh xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.